Ta đi là số một. Không thì tính khí hay thật thường lắm. Khi mưa khi nắng khi vui buồn. Ba thì hay tám vô tư hàng ngày. Ôi thật lắm lúc điên đầu. Cha tôi lúc nào cũng không thành tài. Nhưng bao thất bại cha vẫn không. Giáng sinh vui vẻ. Mà sao bà về sớm quá vậy? Về ngủ. Thức nguyên một đêm để viết lại bài hát mà nó xỉu luôn à. Thôi tôi vô ngủ nha. Bà đừng đánh thức tôi dậy á. Ờ vậy hả? Biết nói dối quá ha. Thức nguyên một đêm phải viết bài hát không? Hay làm gì? Mẫn hả? Dạ. Ủa em qua đây chi vậy? Dạ bà nội kêu em đem cubo qua cho thím chi. Ồ em ngồi đi. Cubo ngủ rồi hả? Sung sướng quá ha. Ngủ hoài nít gì kỳ cục. Cô Hiền. Cô đâu có khóc đâu. Em đâu có nói cô khóc đâu, nước mũi cô chảy tùm lum kìa. Xin lỗi cảm ơn em. Cô có chuyện gì vậy? Bà ơi bà. Bà đâu rồi bà? Bà trời đất ơi. Trời đất ơi. Mỗi lần gặp nó là ăn ngủ ăn ngủ. Ăn riết ngủ riết như con heo. Có canh gà chiên nè con. Có vịt quay nè con. Có chả giò nè con. Có mực mực nắng. Mực mực nắng. Mực mực nắng. Vậy ăn mực mực nắng. Mực mực nắng à. Mực mực nắng. Ăn miếng mực mực nắng nè bà. Ăn cái chỏ rồi cho ăn. Ngồi ở miệng nè. Ăn ăn có ngủ hoài vậy con. Tại sao con đụng rồi ngủ. Còn mà, còn thời gian để ngủ mà. Còn giấc ngủ ngàn thu dành cho con mà sao con ngủ hoài vậy? Hả? À? Nè con. Trời ơi, vừa dứt câu là đã ngáy nữa rồi. Bà ơi bà. Ba. Gì vậy ba? Xin chú ơi. Dạ, gì vậy ba? Má con đâu? Mẹ hả? Ừ. Mẹ đi thăm bà Tám Gai rồi. Trời má ơi. Người ta ở tù mà đi thăm cái gì? Trời thân nó mất là ở tù mà cũng dính như vậy ha. Nói bà dọn đồ đạc quần áo vô ở tù với bà luôn đi cho nó thân. Không phải, tại vì á mẹ nói á sợ bác Tám Gai ở chổng cô đơn buồn tội nghiệp. Cô đơn chứ cô đơn, sát nhân giết người thì ở tù là phải rồi, còn đi thăm làm gì. Cái bà mà cái bà đó ghê lắm nha con. Nhìn cái mặt bà, nhất là ánh mắt của bà, mỗi lần nhìn thấy bà nổi da gà, đúng là ánh mắt của người giết người đó. Mà đi thân thích làm cái gì ổng biết nữa hả? Trời ơi là trời. Trời. Trời ơi, lúc nào cũng đánh giấm được hết trơn hết rồi. Mà trời nữa. Thôi đi đi đi, giải thế, giải thế. Cậu nói sao? Vì cô ấy có các dấu hiệu mắc chứng bệnh tâm thần nên chúng tôi đã phải chuyển qua bệnh viện để kiểm tra.
Bị tâm thần hả? Không có lý nào. Tôi thấy bà bình thường mà ta. Hay là bà ở trong tù, bà buồn quá rồi, bà quá điên hả trời? Trời ơi bà Tám ơi bà Tám, sao ra nông nổi nè hả bà Tám? Bạn Tử, đi với ta đi. Đi gọi người nha, ta chờ nha. Đi lên, đi lên, đi lên. Cởi ngựa lên đây nè. Cởi ngựa bắn cung. Thầy Phúc, có chuyện gì hả? Chắc thầy đang vui lắm ha. Vui? Sao vui? Dạ thì chuyện của thầy với Kim Chi đó. Em chúc mừng thầy nha. Thầy với Kim Chi bây giờ vậy cũng tốt. Em biết là thầy sợ em buồn cho nên là thầy mới nói dối em để giấu em, nhưng mà không có sao đâu. Em không có buồn gì hết á. Em vui lắm tại thầy với Kim Chi. Kim Chi bạn thân em mà. Ủa? Em vui lắm. Cô nói gì tôi không hiểu. Alo, bà đợi tôi chút. Tôi xin lỗi bà nhiều nha. Bà cất công làm ma cho tôi vậy mà tôi cư xử kỳ quá. Mà có phải bà đã đi gặp thầy Phúc rồi đúng không? Thiệt tình là tôi có đi gặp thầy thiệt. Nhưng mà bà biết sao không? Bữa nay á, thầy Phúc quay lại với vợ của thầy rồi. Mừng quá bà. Nè, bà có sao không vậy? Tôi không sao hết trơn á. Để có gì có bữa sau là tôi sẽ không có cư xử như vậy nữa. Tôi xin lỗi bà nhiều. Thôi để có gì tôi gọi bà lại sau nha. Giờ tôi vô tiếc rồi. Bye bye bà. Ủa, Mẫn, em không vô học hả? Tại sao cô lại khóc? Cô đâu có khóc đâu. Cô không có khóc. Vậy tại sao mắt cô lại ướt? Thầy, bẩm sinh mắt cô vậy rồi. Lúc nào cũng long lanh vậy hết đó. Ai cũng khen từ lúc cô còn mới đẻ, nói mắt cô long lanh như giọt sương mai vậy đó. Thôi em vô học đi, không thôi là bị la bây giờ. Cô đi. Mà nãy giờ em đứng đây lâu chưa, có nghe được cái gì không? Nghe cái gì cô? Vậy hả? Vậy thôi cô đi nha. Vậy tụi con chuẩn bị đi đó hả? Mẹ con đi luôn nha mẹ. Thôi hai vợ chồng đi chơi vui vẻ nha. Cho mẹ gửi lời thăm chị Xuân nữa nha. Ủa rồi mấy đứa nhỏ là sao? Con nói là nó ra trường cái là nó chạy qua bển luôn. Dạ. Ồ vậy hả? Rồi đi chơi đi. Mẹ nhà vui nha. Rồi. Con đi đây. Đi chơi vui vẻ nha. Mẹ ăn đi. Vui gì nổi, ở nhà chung với ông già khó chịu nè. Sao tự nhiên mình nhớ và bạn thân mình đó ta? Chắc tôi phải sắp xếp thì giờ tôi vô bệnh viện tâm thần rồi thăm bà Tám gai quá. Xuống coi đóng cửa nẻo đi coi.
Bà ơi bà. Gì mà la lớn. Ôi trời, trời có chuyện lớn rồi nè, bà xem đi. Trời đất ơi. Bạn thân của bà Tam Gai đã giả điên để vượt ngục. Ghê chưa? Rồi giờ sao ông? Bây giờ ha, có người phát hiện ra bà bỏ trốn, leo lên xe đi Đà Lạt. Hiện giờ người ta đang khoanh vùng của chỗ đó lại. Trời ơi, giả điên giờ cùng chi vậy trời? Ồ, thiệt là ghê quá đi. Thế là cái gì? Ghê quá đi. Tám Gai ơi là Tám Gai. Tôi thầy Phúc đây, cô có thể xuống sân gặp tôi một chút được không? Ủa? Sao thầy Phúc lấy số lạ nhắn tin cho mình? Không để số cũ hết tiền hả ta? Thôi kệ, xuống đi rồi tính. Sao bà Tám mà trốn chi vậy ta? Có tội thì để từ từ rượu trong tù đó người ta tha tội. Mình chấp hành tốt rồi mình ra. Chưa gì hết mà trốn trại rồi mới muốn tội chồng thêm tội nữa. Biết bà nghĩ thì sao? Bà Năm. Bà Năm. Tôi nè. Sao bà vô nhà được vậy? Bà ơi bà. Nè, tôi dặn bà nghe. Một lát. Cái gì? Sao bị điểm huyệt vậy? Ha, à, tôi dặn bà nghe không? Bà sao trợ? Hả? Anh khỏe không? Dạ. Ủa tôi anh? Bên đây nè. Dạ, dạ. Ôi Tam Gai, chúc anh thầy khỏe. Cô đang tưởng là thầy Phúc nhắn tin cho cô đó. Chuẩn bị. Thầy Phúc. Thôi, các em giải lao 5 phút đi. Chuyện gì cô Hiền? Bộ điện thoại thầy hết tiền hả? Hả? Thầy nhắn kêu em xuống đây, có chuyện gì không thầy? Tôi kêu. Dạ, hồi nãy. Các bạn ơi, hai người ôm nhau kìa các bạn ơi. Rồi, cô không làm gì hết á, cô chỉ cho một té người thầy Phúc thôi. Xin lỗi cô. Cái gì vậy? Học sinh mà chọc cô giáo là sao? Đó chị hiểu lầm thôi. Cô gì Hiền không có vậy đâu. Đúng rồi. Cô Hiền không có vậy đâu. Mà ủng hộ hai người đi các bạn ơi. Ủng hộ đi. Đây có ai thấy các bạn? Không ai thấy đúng không? À! Phấn khích đúng không? Chạy 30 vòng xanh cho tôi. Lê. Thầy Phúc ơi, em xin lỗi thầy Phúc. Hồi nãy không phải vậy đâu, hồi nãy em đang đứng với thầy có ai xô em thiệt á thầy. Tôi biết rồi, không sao đâu. Không có, thầy chưa có biết tôi đâu. Tôi biết rồi, không sao đâu. Em lúc nào cũng muốn thầy với Kim Chi hết. Em không bao giờ suy nghĩ gì hết, lúc nào em cũng ủng hộ thầy với Kim Chi. Tôi biết rồi, không sao đâu. Cô yên tâm đi, tôi biết rồi, không sao đâu. Thầy đừng hiểu lầm em có sao không? Không, cô không có sao ở trường. Không, lần này cô không có khóc đâu, lần này cô không có khóc đâu. Cô Hiền.
Ủa sao cô Dì Hiền dễ khóc quá vậy? Vậy bây giờ mình chọc tiếp đi. Cô khóc giờ chưa đủ hả? Chưa. Chọc tiếp đi. Ngồi ăn trái cây. Nghe tôi nói nè, sao bà trốn trại làm chi vậy? Tôi ở trong đó không được nữa, nó tồi túng, chật chội khó chịu lắm. Trời ơi, thì ở tù phải chịu chật chội khó chịu chứ, bà làm như bà ăn ở resort mà đòi rộng rãi thoáng mát. Đi đâu vậy? Đi ra đóng cửa, đóng cửa. Trời ơi, nhìn thấy mà. Tôi khóa cửa rồi. Cảm ơn. Định báo công an bắt tôi đúng không? À, trời nào, không giờ tôi báo công an. Chị nghĩ sao vậy? Gia đình tôi coi chị như là người trong gia đình, người nhà. Không có chuyện báo công an. Tôi tới đây tưởng có mình bà ở nhà, ai về có ông. Tại hôm nay nghỉ. À, hôm nay nghỉ nè, định rủ vợ tôi nè, hai chồng nè đi lên thăm chị đó, ai ngờ chị vụt vụt trở về đây liền. Có rủ hả? Có. À ba. Hả? Đi, chắc chị Tám đói, đi nấu cái gì cho chị Tám ăn đi. Ừ, nhắc mới nhớ, ngồi đây nghe. Để tôi xuống bếp tôi nấu cho bà mì gói chứ giờ không có gì ăn hết. Gì? Lên lòng nấu đi. Bếp nấu gì lên lòng. Khỏi ăn. Khỏi nấu. Ăn không đậm được. Dâu khó ưa của bà nó đâu rồi? Cả gia đình nó đi về thăm má nó rồi. Giờ tôi xuống bếp tôi nấu cho bà ăn mì gói, ăn ấm lòng xong rồi nghe lời tôi ra đầu thú đi nghe. Nha. Lên lầu nấu. Khỏi đi. Tôi có nhiều việc lắm, còn phải làm nữa, nên tôi phải trốn. Nó điện thoại gọi cho ai vậy? Bánh pizza. Biết chị trong tù ăn uống khổ cực. Tôi nói là tôi không có ăn. Nhưng mà tôi vẫn gọi. Không gọi. Bà ơi, tôi đã nói rồi, để tôi xuống bếp tôi nấu mì gói chị ăn đi. Chị ăn no bụng thì chị ra đầu thú, gọi công an chi vậy? Đâu có, tôi chưa ra rồi nè. Tôi sẽ ra trình diện, nhưng với một điều kiện. Dạ. Cho tôi ở đây một ngày được không? Không. À được. Trời ơi, chị ở càng lâu càng tốt. Gia đình tôi luôn luôn mở rộng vòng tay. Chị ở càng lâu càng tốt nha. Thôi tôi mệt quá. Bây giờ đi đâu? Đi đâu quá, lên trên nằm nghỉ chút xíu. Đi lên lầu. Dạ. Được. Dạ. Chị ở đây. Đừng đưa cái điện thoại đi rồi đi. Hả? Điện thoại của tôi mà. Đưa cái điện thoại đây rồi đi. Nhưng mà điện thoại của tôi. Tôi nói đưa cái điện thoại đây rồi đi. Đưa đi. Cái này nó bén, đừng để đây sợ quá. Cái dao lục lắm, không có gì mà sợ. Trời ơi, con dao đang trong tay bà. Đây là loại tội phạm giết người mà dám vượt ngục. Vợ mình thì đang trong tay bà. Thôi, loại tội phạm này đừng cương với nó. Trời nó thiêu. Chiều nó thôi. Đi đi. Dạ. Còn chị nữa. Hả? Chị là bạn của tôi. Ừ, tôi bạn thân bà mà. Tôi biết. Ừ. Chị muốn đi đâu, chị đưa cái điện thoại của chị đưa đây. Trời ơi, tôi không có báo công an đâu. Nhưng mà đưa cho tôi giữ. Đưa thì đưa, mà bà để con dao xuống thì ghê quá à. Nè. Tự tù vượt ngục mà mày đặt thăm dò Đức Nghĩa này, Đức Nghĩa cho mày biết thế nào là lễ độ. Alo 113. Kỳ ta. Alo 113 hả? Ủa sao có tín hiệu gì hết vậy? Ông đang làm gì đó? Gọi 113. Cái gì? Không có, thèm quá, gọi bánh pizza. Gọi 113. Bánh pizza. Tôi đã cắt rồi.
Nè, ông mà lạng quạng nha. Trời ơi, như quỷ lúc ẩn lúc hiện. Để bà Tám, tôi công nhận bà hay mà cũng ghê quá à. Đã bị bắt trong tù rồi mà còn giả điên vượt ngục nữa, bà ghê thiệt á. Đã cùi rồi, không có sợ lỡ, không làm cũng chết, làm thì có cơ may thoát được. Nè, nghe tôi khuyên nha, tôi với bà là bạn thân với nhau nha. Để tôi làm cho bà ăn cơm xong rồi ra đầu thú đó nghe. Chứ bà trốn vậy cũng có ngày bị bắt hả? À. Tôi đã bị dồn vô chân tường bà biết rồi đó. Chuyện gì tôi cũng có thể làm. Bà đang đe dọa tôi đó hả? Vợ chồng bà là bạn thân của tôi. Nếu vợ chồng bà mà phản bội tôi á, đừng có trách tôi tại sao nha. Nè nè, Cô Trần đứt tay. Bà Tám đứt tay. Bà Tám, chắc bà đi cả ngày cũng mệt rồi. Thôi bà lên phòng tôi bà nghỉ ngơi nha. Tôi đi làm công chuyện nha. Bà đi đâu tôi theo đó. Hả? Tôi bà đi đâu tôi theo đó. À, để tôi lên sự thượng võ phải không? Chuyện đó của chị cũng có đàn ông ha, để tôi làm cho. Bà hai bà cứ tâm sự với nhau đi. Chiều nghe. Chiều chữa nghe. Coi con dao nó lục mình nó lủng sâu à. Chê nó tâm sự nó chiều. Chẳng những lủng mà nó còn sâu luôn nữa đó. Xoáy. Tôi làm thử cho dọn. Dọn. Bà tưởng bà vô nhà tôi tử tù không thể thoát được đâu. Ông lên đây ông làm gì vậy? Bà chưa phóng máy bay. Phóng máy bay chứ không phải báo công an hả? Có phóng máy bay chơi vui như hồi nhỏ nít á. Chơi vui phóng máy bay. Cái này cái gì đây? Tên vừa cục đang ở trong nhà tôi. Ai giết vậy? Con giết chơi vui. Sao ông tố cáo tôi? Dù sao tôi với ông cũng là bạn mà. Tôi nói cho ông biết, một lần nữa ông mà tố cáo tôi thì ông đừng có trách tôi nha. Không dám. Chơi lần không vui không chơi nữa. Tại sao cô lại thích chú của em? Hả? Em không biết cái gu chọn bạn trai của cô như thế nào luôn á. Bạn trai cũ thì tại bạc, chú của em thì ly dị vợ mà có một người con. Em nói gì đó Mẫn? Em đừng có hiểu lầm. Tại vì mấy bạn học sinh khác giỡn rồi chọc với cô vậy thôi chứ mọi chuyện không như em nghĩ đâu Mẫn. Cô đừng có yêu đơn phương vậy được không? Cô có biết cô làm như vậy người khác rất là khó chịu không? Tại sao suốt ngày cứ phải khóc lóc? Khóc thì giải quyết được vấn đề gì? Mẫn, em nói gì vậy? Cô đâu có khóc cái gì đâu. Cô đâu có khóc. Cô luôn luôn khóc vì đàn ông. Em nói gì có đúng không? Không đúng. Cô đã nói là cô không có khóc mà. Cô không có tại khóc. Sao cô phải dối lòng? Thì lúc đầu cô có thích chú của em đó. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Vậy thì tốt rồi. Thôi vô lớp nha. Làm cái gì đó? Dễ cho nè bà Tám, lấy mấy cái áo tôi thay đổi nghe không, rồi hứa tôi ra đi trình diện nghe chưa. Bà hứa với tôi đó. Tôi đã nói với bà rồi, bà mà còn can thiệp vào chuyện của tôi đó bà đừng có trách tôi đó.
Bà làm gì thấy ghê vậy? Tôi chỉ lo cho bà thôi. Bà cũng ngộ quá à. Chị Tám á, chị nói đi thì hãy để cho chị đi đi. Mình chỉ cầu chúc cho chị lên đường thượng lộ bình an, đừng có lang thang mà gặp công an bắt lại. Ví dụ mình... Tôi đi hồi nào mà chúc? Ủa chứ, Minh đâu đi? Tôi chưa đi mà. À, chưa đi. Bây giờ tôi mới đi nè. Đó, giờ mới đi. Bây giờ tôi nhờ anh nè. Hả? Nhờ tôi cái gì? Anh chở tôi ra bến xe giùm được không? Trời ơi, nước. Rồi, bây giờ hai người phụ nữ đẹp á, mình lên xe trước nha, để tôi cất đồ vô cốp cho. Trời ơi, lấy nhau mấy chục năm trời, lần đầu tiên ông mới kêu tôi là người phụ nữ đẹp à. Với con mắt của tôi thì bà lúc nào cũng đẹp. Bên đây xấu. Không, bên đây đẹp hơn bà. Lên xe, lên xe. Rồi, mời hai người phụ nữ đẹp lên xe. Tôi cất đồ vô cốp nha. Làm cái gì mà chạy chậm vậy? Chạy xe. Đường như vậy mà kẹt xe cái gì? Tôi lo cho sinh mệnh của bà. Tôi lo cho tôi thì chạy nhanh lên. Khôn hồn thì đừng có dở trò chuyện gì. Không có, lo cho bà là chính chứ. Vậy xin chỉ thị cấp trên. Đạp ga nhanh lên đi, ông chạy tôi bực mình quá rồi đó. Tối quá không thấy đường. Đề nghị tấp xe vô đây. Công an đang đuổi theo mình. Tại sao họ biết vậy? Ai biết, sao biết được ta? Không hiểu. Nè, tôi nghĩ là chắc công an tuần tra thôi. À, bỏ cái dao xuống đi. Bà Tám ơi, sao bà bị bắt vậy bà Tám? Còn phải hỏi nữa hả? Cũng nhờ chồng bà đó. Nè, tôi nhớ cái bản mặt ông rồi nha. Ra tù là ông biết tay tôi nha. Trời đất ơi. Ồ, đã phạm tội mà còn vượt ngục nữa hả? Rồi định lôi kéo hai vợ chồng tôi là tâm phạm còn lâu à. Bà bị bắt là đúng rồi. Chờ đó nha. Trời ơi, giữ lại, giữ dễ sợ không? Bà Tám ơi, vô trong tù ăn năn hối hận đi mau ra nghe bà Tám. Bị bắt mà còn hung dữ vậy nè. Trời ơi, trời, tôi giái bà ở trong đó trong bọt lắm mình. Đáng ăn cơm tù đi. Chờ đó nha. Ôi, dữ không? Hãy đợi đấy nha. Ghê không? Tiễn dâm. Cô Hiền. Ủa, thầy Phúc. Cô Bo kìa. Trời, cô Bo dễ thương quá ha. Chào cô đi con. Cô Bo. Mà thầy Phúc qua kiếm Kim Chi hả thầy? Không. Tại vì Kim Chi nói nhớ con, cho nên tôi ẩm cô Bo qua. À vậy hả? Cô Bo chắc đang vui lắm ha. Tại vì cuối cùng cũng ở chung đầy đủ ba mẹ mình rồi. Ha. Thầy với Kim Chi quay lại á. Quay lại cái gì? Sao từ sáng đến giờ cô nói cái gì mà tôi không hiểu gì hết trơn vậy? Thì là thầy với Kim Chi làm lành quay lại với nhau rồi mà. Chẳng phải hai người ở cả đêm với nhau đêm Giáng sinh hả? Hả? Làm gì có. Kim Chi tới gặp tôi á là giải quyết rõ ràng mối quan hệ thôi. Chứ thật ra bây giờ chúng tôi là bạn bè. Thiệt hả? Ừ. Thiệt hả thầy? Thật ra tôi với Kim Chi gặp nhau á là bây giờ là vì cô Bo thôi. Chứ bây giờ chúng tôi là bạn bè mà. Dạ, giờ em mới biết. Em hiểu. Ủa? Nhưng mà vào cái đêm Giáng sinh á, làm sao cô biết được là tôi với Kim Chi ở chung với nhau?
đừng có nói cô không tới đó nha. Dạ tại em sợ thầy Phúc buồn. Tại sao cô ngốc vậy? Tự nhiên bây giờ tôi đói bụng quá, hay là mình đi ăn tối nha. Bây giờ hả thầy? Ừ? Dạ đi. Dạ đi. Cô sao vậy? Đâu có gì đâu. Dạ bây giờ để tôi ẩm cô Bo lên Kim Chi rồi xuống mình đi nha. Dạ thôi thầy, xong để cô Bo tự đi bộ lên đi, lớn rồi tự lập đi con. Cô nói gì vậy? Dạ thầy, tại đang vui. Vậy con đứng đây đợi tôi nha. Dạ thầy đi đi thầy. Dạ. Ai dạ. Cô bị gì vậy? Sao cái gió tạt ngang qua bụi vô mắt em rồi. Đâu để tôi coi. Dạ, không sao đâu thầy, không sao đâu thầy. Thầy Phúc đi đi lên để rồi xuống đây lẹ mình đi ăn nha. Vậy đứng đợi tôi nha. Dạ. Tôi lên nhanh lắm. Rồi đi con, đi lên gặp mẹ nha. Dạ. Ai dạ. Chết rồi bây giờ. Chết rồi. Cô Hiền. Cô Hiền. Cô lại khóc nữa hả? Ủa Mẫn hả? Cô không có khóc. Không khóc mà vậy hả? Con khóc mà mắt cô kìa, lem luốc hết trơn rồi kìa. Đâu có lem luốc gì đâu. Cô đã nói cô không khóc thiệt mà. Cô có bao giờ tự nhận là cô không khóc không? Nhưng mà cô nói thiệt. Là lần này á. Không để cô ở đây một mình nữa. Mẫn em khoan Mẫn ơi, em hiểu lầm rồi. Lần này cô không có khóc thiệt. Mẫn ơi, thả cô xuống đây em làm gì vậy? Mẫn ơi, em hiểu lầm rồi. Không phải như em nghĩ là cô không có khóc. Hiểu lầm gì mà hiểu lầm. Cô suốt ngày cứ khóc lóc. Chú em có cái gì đâu mà cô cứ phải lụy như vậy. Cô tổ quá. Không phải đâu. Lần này cô không có khóc thiệt. Bữa nay cô vui rồi, vui được lắm. Rồi. Bây giờ cô cứ khóc lóc, cứ la hét gì cho đã đi. Như vậy sẽ làm cô vui hơn đó. Trời ơi, không phải. Cho tôi xuống. Đúng rồi, la lớn ra. Cô la lớn hơn nữa đi, sẽ vui hơn đó. Cho tôi đi xuống. Cái đứa này đợi mà đi đâu vậy ta? Cô Hiền. Cô Hiền. Theo tin mới nhận, sáng nay vào lúc 5 giờ sáng, một tù nhân không biết bằng cách nào đã mài nhọn được chiếc muỗng để cắt cổ tay. Khi cấp cứu tại bệnh viện, phạm nhân đã trốn thoát. Người này không phải ai xa lạ mà chính là Tám Gai, người từng vượt ngục và bị bắt cách đây không lâu. Bà Tám Gai. Bà trốn ngục. Vậy thì trước khi bỏ trốn, bà ta đã để lại một tin nhắn viết trên tường bằng máu có nội dung: lão già đê tiện, ngươi sẽ phải trả giá. Các nhà chức trách đã liệt tù nhân này vào danh sách những tù nhân nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy cập những thông tin mới nhất về vụ việc này. Đón xem tập 35 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 phút ngày 20 tháng 3 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. Yeah, yeah. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Hey!